Những cội cây. Chúng ta có thể hiểu được pháp từ các cội cây. Cây được sinh ra là nhờ hạt giống và phát triển theo con đường tự nhiên cho đến khi nó đâm chồi, ra hoa và kết trái. Nhờ chính điều này mà cây giảng pháp cho chúng ta, nhưng chúng ta lại không hiểu điều đó. Chúng ta không thể mang nó vào bên trong và quan sát. Do đó, chúng ta không biết rằng cội cây đang dạy pháp cho chúng ta. Quả xuất hiện và chúng ta chỉ biết ăn quả đó mà chẳng nghiên cứu gì hết. Ngọt, chua hay đắng, đó là tự tính của quả. Và đây là pháp, lời dạy của quả. Thế rồi, lá trở nên già đi, chúng khô, héo và rơi rụng khỏi cành. Tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là các lá cây đang rơi rụng. Chúng ta bước lên chúng ta quét chúng đi, có vậy thôi. Chúng ta không biết rằng thiên nhiên đang dạy bảo chúng ta. Sau đó những mầm mới nhú lên và chúng ta chỉ thấy như vậy, chẳng quan tâm gì thêm nữa. Đây chẳng phải là chân lý được biết đến thông qua suy ngẫm nội quan. Nếu có thể mang hết những điều này vào bên trong và quan sát nó, chúng ta sẽ thấy rằng sự ra đời của một cội cây và sự ra đời của chúng ta không khác gì nhau. Cái thân này của chúng ta được sinh ra và hiện hữu do duyên khởi mà có, do tứ đại đất, nước, lửa, gió kết hợp mà thành. Mỗi bộ phận của cái thân này đều đang biến đổi theo tự tính của nó. Điều đó chẳng có gì khác biệt so với cội cây. Tóc, móng tay, răng và da, tất cả đều đang biến đổi. Nếu chúng ta hiểu những điều này của tự nhiên, chúng ta sẽ hiểu được chính mình. Con rùa. Tìm kiếm sự an tịnh cũng giống như tìm kiếm một con rùa có râu. Quý vị sẽ không thể nào tìm được, nhưng khi tâm quý vị sẵn sàng, nó sẽ đến và tìm quý vị. Cành và rễ. Ngay khi ra đời, chúng ta đang chết đi. Sinh và diệt chỉ là một, giống như một cội cây. Khi có cành, tất phải có rễ. Khi có rễ, tất phải có cành. Quý vị không thể có cái này mà không có cái kia. Quả thật có hơi khôi hài khi trước cái chết người ta quá sức đau buồn, và trước sự ra đời người ta quá đỗi vui mừng. Tôi nghĩ nếu quý vị thật sự muốn khóc, tốt nhất là nên khóc khi ai đó đang được sinh ra. Bởi vì thật ra sinh tức là diệt, diệt là sinh, rễ là cành, cành là rễ. Hãy nhìn thật cặn kẽ và hiểu rằng nếu chẳng có sinh, ắt sẽ chẳng có diệt. Lúa. Những người học pháp mà không thẩm thấu được chân nghĩa của nó thì cũng giống như một con chó ngủ trên đống lúa. Khi đói, nó nhảy ra khỏi đống lúa và chạy rong để tìm những mẩu thức ăn thừa. Mặc dù đang ngủ ngay trên đống thức ăn, nhưng nó không biết điều đó. Tại sao? Bởi vì nó không thể nhìn thấy hạt gạo. Loài chó không thể ăn lúa. Thức ăn đang ở đó, nhưng con chó đó không thể ăn được. Suốt cả thời gian dài, nó không thể tìm được bất kỳ cái gì để ăn. Và thậm chí nó có thể chết ngay trên đống lúa đó. Người ta cũng thế, bất kể đã học pháp nhiều bao nhiêu, chúng ta vẫn sẽ không hiểu được nó nếu không hành. Nếu không hiểu được pháp, chúng ta sẽ không biết được pháp. Con trâu.
Đức Phật giảng dạy chân lý. Nếu quý vị đã nghiền ngẫm, chẳng có điểm nào quý vị có thể phản bác được. Nhưng chúng ta giống như một con trâu, nếu không bị trói thúc cả bốn chân, nó sẽ không để ai chích thuốc vào nó cả. Bây giờ nếu muốn, quý vị có thể bước tới và chích thuốc, nó không thể vùng vẫy được nữa. Đến nước này thì nó sẽ chịu thua. Chúng ta cũng như vậy, chỉ khi hoàn toàn bị trói chặt trong khổ đau, chúng ta mới chịu buông bỏ các ảo tưởng mê lầm của mình. Nếu vẫn còn có thể vùng vẫy được, chúng ta sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng. Gà rừng. Khi nào chân trí huệ chưa nảy sinh, khi ấy chúng ta vẫn xem ngũ quan và các đối cảnh của chúng là kẻ thù của chúng ta. Nhưng một khi chân trí huệ khởi sinh, chúng ta không còn có cách nhìn như vậy về chúng nữa. Chúng trở thành cửa ngõ đi đến bát nhã và minh tuệ. Ví dụ điển hình là loài gà hoang sống trong rừng. Tất cả chúng ta đều biết chúng sợ hãi con người đến giường nào. Thế nhưng kể từ lúc sống trong rừng, tôi đã có thể dạy chúng và học được từ chúng. Tôi bắt đầu bằng cách ném gạo cho chúng ăn. Thoạt đầu chúng sợ và không dám đến gần những hạt gạo đó. Nhưng sau một thời gian thì chúng quen dần và thậm chí còn chờ đợi chuyện này nữa. Lúc đầu chúng nghĩ gạo là kẻ thù nguy hiểm, nhưng chẳng có sự nguy hiểm nào trong đám gạo đó cả. Chúng chưa biết gạo là thức ăn, cho nên chúng sợ. Cuối cùng, khi nhìn thấy chẳng có gì đáng sợ cả, chúng đến và ăn một cách bình an. Loài gà rừng học được điều này một cách tự nhiên. Khi sống trong rừng này, chúng ta học hỏi theo cùng một cách như vậy. Trước đây, chúng ta cứ nghĩ ngũ quan của mình là một chướng ngại, và bởi không biết sử dụng chúng đúng cách nên chúng là chướng ngại. Thế nhưng thông qua kinh nghiệm trong việc tu hành, chúng ta học cách nhìn thấy chúng theo thực tướng. Chúng ta biết sử dụng chúng cũng giống như loài gà đã biết lấy gạo làm thức ăn. Khi đó chúng không còn chống lại chúng ta và chướng ngại biến mất. Cái sân đầy gia súc. Người ta thường cho rằng đối với những người phương Tây muốn ở lại tu trong thiền viện của Ajahn Chah, ngôn ngữ sẽ là một trở ngại. Nhưng thật ra điều này không phải là vấn đề. Có người từng hỏi Ajahn Chah rằng Ngài giảng pháp cho tất cả các đệ tử người phương Tây của Ngài bằng cách nào? Ngài nói bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật hay tiếng Đức? Không có, Ajahn Chah trả lời. Thế họ phải xoay sở ra sao? Anh ta hỏi. Ở sân nhà anh đang có bầy trâu phải không? Dạ phải. Anh có con bò, con chó hay con gà nào không? Dạ có, con cũng có mấy loài đó nữa. Anh ta trả lời. Nói cho tôi nghe nào, Ajahn Chah hỏi. Anh nói bằng tiếng của loài trâu hay của loài bò? Không có, dĩ nhiên là không có. Chà, nếu vậy thì anh phải lo cho chúng bằng cách nào? Hàng trăm thứ. Người ta chỉ nghĩ đến niềm vui của sự thủ đắc mà không nghĩ đến sự buồn phiền đi liền theo đó. Lúc còn xa đi, tôi thường giảng cho các thường dân nghe về hạnh phúc nhờ giàu có và sở hữu. Có kẻ hầu người hạ, hàng trăm người hầu nam, hàng trăm người hầu nữ, hàng trăm con bò, hàng trăm con trâu, đủ cái hàng trăm. Người bình thường quả thật rất thích điều đó. Nhưng liệu quý vị có thể hình dung ra chuyện chăm sóc cho hàng trăm con trâu, hàng trăm con bò? Đó là chưa kể đến hàng trăm đô bộc
trong nhà. Liệu điều đó có vui không? Người ta không nghĩ đến mặt này của sự việc. Họ có lòng ham muốn của cải, châu bò, người hầu, hàng trăm thứ. Nhưng tôi nói, 50 con trâu cũng là quá nhiều rồi. Chỉ nội việc xỏ dây vào mũi cho tất cả những con vật đó cũng đã là một chuyện quá nhức đầu rồi. Nhưng người ta không nghĩ đến chuyện này. Họ chỉ muốn thu vào càng nhiều càng tốt. Tổ kiến. Khi ngồi thiền, chúng ta muốn tâm phải an tĩnh, nhưng nó không an tĩnh. Chúng ta không muốn suy nghĩ, nhưng vẫn cứ suy nghĩ. Điều đó cũng giống như một người ngồi nhầm phải tổ kiến. Bầy kiến không ngừng cắn anh ta. Tại sao? Bởi tâm đang ở trong thế gian, nên mặc dù đang ngồi yên với đôi mắt nhắm, tất cả những gì anh ta thấy cũng đều là thế gian. Phỉ lạc, bi ai, ưu lự, rối loạn, tất cả chúng đang giấy sinh bởi vì anh ta vẫn chưa thấu hiểu được pháp. Nếu tâm như vậy, thiền giả không thể dung nhận được các thế gian pháp, anh ta không thể quan sát được. Khi ngồi lên tổ kiến và bị chúng cắn, anh ta phải tìm cách để thoát khỏi chúng. Vườn táo. Nếu quý vị hỏi tại sao người ta được sinh ra, có lẽ họ sẽ hết sức lúng túng khi trả lời. Bởi họ đang chìm đắm trong thế giới của lục trần và chìm đắm trong các pháp hữu vi. Giả sử chúng ta có một vườn táo mà chúng ta đặc biệt yêu thích. Vườn táo có đến 100 cây táo và chúng ta xem chúng là những cây táo của chúng ta. Khi ấy, chúng ta ắt sẽ được sinh ra như một con sâu trên từng thân cây táo đó. Và chúng ta sẽ mang nhiều phiền não với mọi cây trong số đó. Mặc dù thân xác của chúng ta có thể vẫn đang trở về nhà, nhưng chúng ta sẽ gửi những tua cảm xúc vào mọi thân cây trong số đó. Nó là sự vật đang trở thành, bởi chúng ta đang bám víu vào suy nghĩ rằng những thân cây đó là của chúng ta, rằng vườn táo đó là của chúng ta. Nếu ai đó cầm rìu và đốn một cây trong số đó xuống, chúng ta ắt sẽ chết theo cùng với thân cây ấy. Chúng ta sẽ nổi điên, sẽ lao tới và quyết tìm cho ra lẽ. Chúng ta sẽ chiến đấu và thậm chí còn đổ máu vì chuyện này. Sự cãi cọ đó chính là sự sinh ra. Chúng ta sinh ra ngay tại nơi chúng ta nghĩ cái gì đó là của mình. Chúng ta được sinh ra từ cái đang trở thành. Mặc dù chúng ta có đến hàng trăm cây táo, nhưng nếu ai đó đến chặt dù chỉ một cây thôi, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc đốn hạ người chủ của nó. Bất luận chúng ta đang luyến chấp cái gì, chúng ta cũng đều đang sinh ra ngay tại chỗ đó. Chúng ta đang hiện hữu ngay tại chỗ đó. Quả táo. Quý vị có thể bắt đầu xả bỏ tính ích kỷ thông qua việc bố thí. Nếu ích kỷ, người ta không cảm thấy thoải mái với bản thân và người ta có khuynh hướng trở nên ích kỷ mà không nhận ra nó đang ảnh hưởng đến mình ra sao. Quý vị có thể nghiệm thấy điều này bất cứ lúc nào. Hãy để ý đến điều này lúc quý vị đói. Nếu chúng ta kiếm được 2 quả táo và phải chia sẻ chúng với người khác, với một người bạn chẳng hạn, quý vị sẽ thấy phân vân. Thật ra, quý vị vẫn có chủ ý muốn chia sẻ, nhưng chỉ muốn cho quả nhỏ hơn. Nếu cho quả lớn, chà, thật tiếc, thật khó mà suy nghĩ cho trung thực được. Quý vị nói với anh bạn của mình rằng, cứ bước tới và lấy một quả. Nhưng rồi, quý vị lại nói, lấy quả kia kìa, và trao cho anh ta quả nhỏ hơn.
Đây là một trong những hình tướng của lòng ích kỷ, nhưng thường người ta không để ý thấy vậy. Quý vị có bao giờ nhìn thấy cảnh này chưa? Khi bố thí, thật ra quý vị đang đi ngược lại ý muốn của mình. Mặc dù muốn cho quả nhỏ hơn, nhưng quý vị phải bắt ép mình cho quả lớn hơn. Dĩ nhiên, một khi quý vị đã trao nó cho người bạn của mình rồi, quý vị sẽ cảm thấy thật thoải mái. Việc tu tâm bằng cách đi ngược lại ý muốn của mình theo cách như vậy đòi hỏi kỷ luật tự thân. Quý vị phải biết cách cho như thế nào, buông bỏ ra sao và biết cách không tu dưỡng lòng ích kỷ của mình. Điều này được gọi là sự làm trái lại ý mình, nhưng mà là theo chánh đạo. Măng tre. Bất kể có yêu thích cái gì đó nhiều đến bao nhiêu, quý vị cũng phải thấu hiểu rằng nó vốn vô thường. Giống như măng tre, chúng có vẻ rất ngon, nhưng quý vị phải tự nhủ, chưa chắc. Nếu muốn kiểm chứng, quý vị cứ thử ăn chúng mỗi ngày. Sau cùng quý vị sẽ than rằng chẳng còn ngon chút nào. Thế rồi quý vị lại thích loại thức ăn khác và đoan chắc rằng thức ăn đó rất ngon. Nhưng rồi sau đó quý vị sẽ hiểu ra rằng không hẳn vậy, cũng như lúc trước. Vạn pháp hữu vi, đích thực là không hẳn vậy. Gậy lớn, gậy nhỏ. Người ta không thể thoát khỏi các phiền não là bởi có kiến giải sai lầm. Họ giống như người ném cây gậy nhỏ đi và cầm lên cây gậy lớn hơn, trong lòng cứ nghĩ rằng gậy lớn sẽ nhẹ hơn. Người mù. Để biết được phương vị của pháp, quý vị phải tự mình tu tập theo lời giảng. Đức Phật không giảng đến mức quá chi tiết về những thành quả của việc tu hành, bởi vì đó là điều người ta không thể truyền đạt bằng lời. Việc đó sẽ giống như cố gắng mô tả những màu sắc khác nhau cho một người bị mù bẩm sinh. Quý vị sẽ không thể nào làm được. Quý vị có thể thử, nhưng sẽ chẳng đạt được kết quả tốt đẹp. Cái thân và sức quyến rũ của nó. Chúng ta bị dụ hoặc bởi cái thân và sức quyến rũ của nó, nhưng thật ra điều đó thật là ngu ngốc. Giả sử trong suốt một tuần chúng ta không tắm, liệu chúng ta có thể chịu nổi việc ở cạnh nhau không? Chúng ta sẽ thật sự bốc mùi khi chúng ta đổ nhiều mồ hôi như lúc chúng ta làm việc nặng chẳng hạn. Mùi mồ hôi đó thật khủng khiếp. Chúng ta trở về nhà tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng và nước. Mùi thơm của xà phòng thay thế cho mùi hôi của thân thể chúng ta. Việc sát xà phòng có hương thơm ngọt ngào lên cơ thể làm cho nó thơm ngát, nhưng thật ra mùi hôi của thân thể vẫn còn đó, chỉ là tạm thời bị chấn áp mà thôi. Khi mùi thơm của xà phòng bay đi, mùi của thân thể sẽ bốc lên trở lại. Hiện thời, chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng cái thân này đẹp, thú vị và cường tráng. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ già yếu, bệnh tật hay chết. Chúng ta bị quyến rũ và bị lừa phỉnh bởi cái thân này. Do đó, chúng ta trở nên vô minh, không biết tìm kiếm sự an trú chân chính ngay trong chính mình. Nơi an trú đích thực chính là tâm. Cơm. Những lời dạy của Đức Phật có thể giúp chúng ta diệt trừ các phiền não, nhưng trước tiên chúng ta phải tu hành và phát triển trí huệ. Việc đó cũng giống như chuyện muốn có cơm ăn. Trước tiên chúng ta phải nhóm lửa, chờ đến lúc nước sôi rồi mới bỏ gạo vào, và rồi
cho nó chín trong bao lâu tùy theo đặc tính của mỗi loại gạo. Chúng ta không thể chỉ ném gạo vào nồi nước và rồi có cơm chín ngay được. Lò gạch. Nếu cảm xúc nào đó đang tạo ấn tượng cho tâm, đừng xem thường nó. Việc này cũng giống như chuyện nung gạch. Quý vị đã bao giờ nhìn thấy lò gạch nung chưa? Họ nhóm ngọn lửa cao khoảng 8-9 tấc trước miệng lò, sao cho toàn bộ khói tập trung hết vào trong đó, không để chút khói nào lọt ra bên ngoài. Khi đó, toàn bộ sức nóng được truyền vào trong lò và gạch sẽ chín rất nhanh. Những người tu theo Pháp cũng nên giống như lò gạch. Toàn bộ cảm xúc của họ khi đó sẽ bị hút hết vào bên trong để biến thành chính kiến. Khi nhìn thấy sắc, khi nghe thấy thanh, khi ngửi thấy hương, nếm thấy vị, tâm sẽ hút hết mọi thứ vào bên trong. Do đó, các cảm xúc sẽ biến thành những kinh nghiệm làm khởi sinh trí huệ. Chiếc cầu. Hãy để cho tâm quý vị giống như cây cầu bắc ngang qua sông thật vững vàng, kiên cố. Và đừng giống như dòng nước khi vơi khi đầy đang chảy bên dưới. Tượng Phật. Giác ngộ không có nghĩa là trở nên bất động, chết lặng, giống như pho tượng Phật. Người chứng đắc vẫn suy nghĩ, nhưng người đó biết rằng quá trình tư duy vốn vô thường, khổ và hư không. Thông qua tu hành, chúng ta có thể hiểu được những điều này một cách rõ ràng. Chúng ta cần quan sát khổ và chấm dứt các nguyên nhân tạo khổ. Bằng không, trí huệ sẽ chẳng bao giờ nảy sinh. Chúng ta phải nhìn thấy vạn pháp đúng như những gì chúng đang là. Các cảm xúc chỉ là những cảm xúc, những suy nghĩ chỉ là những suy nghĩ. Đây chính là con đường để diệt trừ tất cả các phiền não của chúng ta. Xây nhà và nhuộm vải. Chỉ muốn được phước mà không cho dồi phẩm hạnh thì cũng giống như xây ngôi nhà đẹp mà không chịu lo chuẩn bị nền móng trước. Không bao lâu, ngôi nhà đó tất sẽ sập. Hoặc việc này cũng giống như muốn nhuộm một tấm vải mà không chịu giặt sạch nó trước. Phần lớn người ta đều như vậy. Họ không chịu nhìn vào tấm vải mà đã nhúng nó ngay vào nồi thuốc nhuộm. Nếu tấm vải đó bẩn, việc nhuộm thậm chí sẽ càng khiến nó xấu xí hơn trước. Cứ nghĩ mà xem, nhuộm một miếng rẻ rách cũ kỹ dơ bẩn, liệu có làm cho nó đẹp lên không? Thế nhưng, đây là cách mà mọi người vẫn thường làm. Họ chỉ muốn tạo các thiện nghiệp, nhưng lại không muốn từ bỏ các ác nghiệp. Họ vẫn không hiểu rằng, chỉ khi thoát mọi tạp nhiễm, thì tâm mới có thể đạt được sự tĩnh lặng. Quý vị phải nhìn vào chính mình, phải nhìn vào những sai lầm trong hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Ngoài thân, khẩu và ý ra, quý vị còn có gì để tu nữa nào? Xe cộ. Tất cả các tôn giáo cũng giống như những chiếc xe khác nhau, đều đang chạy theo cùng một hướng. Những ai không thấy được điều này thì cũng giống như trong tim của họ không có ánh đèn. Con mèo. Nếu các phiền não giấy sinh, quý vị phải làm một điều gì đó. Các phiền não cũng giống như một con mèo. Nếu quý vị cho nó ăn đúng theo ý nó, nó sẽ không ngừng lảng vảng ở chung quanh để đòi thêm. Nhưng nếu ngày nào đó nó cào quý vị và quý vị quyết định không cho nó ăn nữa,
nó sẽ không còn lảng vảng chung quanh nữa. Điều này cũng tương tự với các loại phiền não của tâm. Nếu quý vị không nuôi dưỡng chúng, chúng sẽ không còn luẩn quẩn chung quanh để quấy rầy quý vị hết lần này đến lần khác. Và tâm của quý vị sẽ đạt được sự tĩnh lặng. Con gà trong chuồng. Khi tâm phát triển sự tĩnh lặng, nó sẽ trở nên an nhiên tự tại nhờ sự tĩnh lặng đó, giống như một con gà đã được nhốt vào chuồng. Một khi đã vào chuồng, nó có thể đi lại bên trong phạm vi của chuồng. Hành động đi tới đi lui đó không dẫn đến bất kỳ sự nguy hại lớn lao nào, bởi vì con gà luôn luôn vẫn ở trong chuồng. Một số người không muốn trải nghiệm bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ nào khi hành thiền, nhưng các cảm xúc và suy nghĩ vẫn nảy sinh. Thế nhưng khi tâm tĩnh lặng, sự tỉnh thức trong hiện tại giúp cho tâm không bị dao động. Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào suy nghĩ hay cảm xúc lang thang quanh quẩn trong tâm, chúng ta đang làm như vậy ở bên cái lồng tĩnh lặng, và làm như vậy thì không thể gây cho quý vị bất kỳ nguy hiểm hoặc sự rối loạn nào. Trẻ con. Nếu không kiểm soát và huấn luyện tâm, quý vị sẽ chạy theo các tính khí của nó. Việc đó sẽ giống như chuyện nuông chiều mọi ý thích bất chợt của con cái. Liệu đứa trẻ đó có trở thành một đứa trẻ ngoan được không? Nếu cha mẹ cứ cung cấp cho con cái mọi thứ mà nó thích, liệu đó có phải là việc làm tốt không? Mặc dù lúc đầu họ có thể làm như vậy, nhưng đến khi trẻ biết nói thì họ bắt đầu thỉnh thoảng trách phạt, bởi họ sợ rốt cuộc con cái sẽ hư hỏng và khó bảo. Việc tu tâm của quý vị cũng phải giống như vậy. Đừng nuông chiều những ý thích tùy tiện của tâm.